Con ơi, con thích xe nào? Con thích xe nào hay là ra kia đi xe nhện? Con thích xe nào hay là ra kia đi xe nhện? Thôi ra kia đi xe nhện. Đi ra đây xe đi xe nhện nào. Quay người lại lên nhé. Bon ơi, quay đi ngoài này thôi Bon ơi. Dinh đi không kìa? Em để ý nhá. Lùi xe đi con. Nào lùi xe nào. Lùi chưa? Bấm nè. Lùi. Tiến nào. Con ơi đi ngoài này cho thoáng này Bon. Đi ngoài này cho nó thoáng con ơi. Quay xe đi. Hả? Lùi đi, lùi đi. Đúng rồi, lùi. Quay ngược xe lại. Đấy, lùi đi, lùi. Không đi à? Đấy, lùi đi. Tiến. Rồi, tiến. Bấm nút. Rồi, đúng rồi. Tiến nè. Nào đi. Nhìn đi đi Bon ơi, tập trung đi đi. Giờ quay ra kia đi. Bon ơi, quay ra ngoài kia đi kìa. Lùi 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 xe đi. Lùi đi. Lùi xe, lùi xe, lùi xe đi ạ. Đúng rồi. Quay lại đây đi, con kia thôi, thôi. Tiến lên kia chứ. Đi đi. Ấn mạnh, ấn lên hẳn lên, đúng rồi. Kìa ra kia chơi, ra kia, đi hẳn kia. Nói to cũng chẳng nghe gì. Đi đi con. Quay kìa.
siêu nhân nhện à? Đi đây kìa, nhìn đấy đi. Con lái xe con phải bỏ xe tay trên vô lăng chứ. Con bỏ tay ra là nó tông vào người ta hay sao? Đi đây, con chơi rau cả đoạn này. Rất là đông người, trời thời tiết mát mẻ. Nên là số lượng người chơi rất là đông. Bọn ơi mà kệ em. Nhìn đường con, nhìn đường. Đi phải nhìn đường như bọn ơi. Không ấn linh tinh, phải nhìn đường, tập trung nhìn đường đâm vào người ta hay sao? Con phải nhìn đường. Chặt không vừa được. Không vừa được. Trắng ơi. Nước được, đang làm thay nước. Ngày lắm nó mất tiền đấy. Hả? Ok, nó mất gì ai ai mà nó mất. Có đưa một thằng hướng người được một chai thôi, anh không lấy được hai chai. Trong đấy. Xe mới phi nhanh, quỳ khỏe. Các loại xe luôn. Đi phải nhìn đường con, mày đi thế là tai nạn rồi đấy. Đây là xe tăng. Thank you.
đi phải nhìn đường mày. Con đi con phải nhìn đường chứ phải nhìn thẳng thẳng. Đi thế là đâm vào người ta rồi. Nhanh con cứ nhìn đi chỗ khác ấy. Con toàn nhìn đi chỗ khác ấy, con toàn nhìn rồi ấy. Đấy, đấy cứ nhìn thấy thì lái cái gì. Nhìn thẳng. À. Người ấy chứ. Người bên dưới á. Chả thế. À nó tự đi. Chân nó ở dưới đấy, nó mặc quần con đấy vào. Con được rồi. Dinh ơi, lùi xe lại. Bon ơi. Con lùi xe lại. Lùi. Bỏ chân ga ra. Đùi lại mà. Hai anh em nặng quá. Kìa nhìn. Phải nhìn đường con. Phải nhìn đường chứ. Đi đi tiến đi. Tiến đi. Nặng quá xe nó đếch lùi được. Đi theo nó nhá. Tiến đi. Bây giờ tiến đi, nhìn đi em này, đâm vào em này. Đi. Ấn lại lên trên đâu. Ấn lại đi, ấn lại hết đâu. Đây này, cái chỗ này con đã ấn lên hẳn đâu. Ơi kìa, tơ. Tập trung như để ý nó đi. Nào tiến lên đây. Tiến chơi ngoài này này, bọn này đi ngoài này cho thoáng này. Đây nó tắt như thế này à.
Bon ơi, Bon. Đi dịch vào đây đâu con. Rất đông các loại xe, xe đạp, xe ô tô, xe máy. Xe cân bằng. Súng này, súng gì đây nhỉ? Ui rồi, ui rồi, ui rồi, hay thế nhỉ? Súng gì đây? Con phải về lùi chứ. Con đã lùi rồi, con ấn hết đâu. Này. Ấn đi.
kia kia. Đấy con phải ấn đây này, con nhìn đây này. Nó phải tịt vào như thế này thì mới là được, nhưng như này là không được đúng nhá, nhớ chưa? Đi đi lái đi. Rồi lái về kia, đảo chú xe đi. Đi về kia đảo chú xe kìa. Đây vào chỗ xe máy kìa. Đấy đúng rồi, giả tông vào đây. Rồi xuống đi.